Hai nghiệp ác chịu quả báo lớn nhất đời người, phạm phải sẽ nhận đủ khổ đau. Thưa quý khán thính giả, trong Kinh Phật có nói về những việc sau đây, bạn ngàn vạn lần chớ có phạm phải, kẻo gặp quả báo. Những việc này đối với cuộc đời của bạn có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Đời người nếu sống phạm phải hai ác nghiệp này sẽ sớm nhận quả báo nặng nề, không chỉ mất hết phúc báo mà còn phải chịu đựng đủ sự dày vò dai dẳng. Vậy đó là hai ác nghiệp gì? Xin mời quý vị cùng xem video ngày hôm nay của chương trình và cùng chiêm nghiệm. Tội thứ nhất, bất hiếu. Phật dạy, trong muôn ngàn tội, tội bất hiếu là tội nặng nhất. Bất hiếu thứ nhất, tức không nghe theo lời giáo dưỡng của cha mẹ, vì vậy mà đánh mất đi chính mình, lâm vào ma đạo, vạn kiếp bất phục. Bất hiếu thứ hai chính là phá gia di tử, tiêu tán tiền tài của cha mẹ vào những việc vô độ, khiến trời đất khó dung tha. Bất hiếu thứ ba chính là ăn bám, không chịu tự lập, dù cha mẹ đã tóc bạc, còng lưng vẫn phải nai lưng ra làm, kiếm kế sinh nhai. Cha mẹ chính là hai vị Phật sống vĩ đại nhất trong cuộc đời của mỗi người. Mẹ vất vả mang nặng 9 tháng 10 ngày, trải qua nhiều cơn đau thập tử nhất sinh để mang đến cho ta mạng sống. Cha một nắng hai sương, ngày đêm lo nghĩ, hao tổn tâm lực để lo cho ta miếng cơm ngon ngọt. Cha mẹ không chê con khó, nhưng con lại xấu hổ khi cha mẹ nghèo. Cha mẹ nhẫn nại nuôi con, nhưng con cái lại chê cha mẹ phiền phức khi về già. Xưa nay thì bất hiếu với cha mẹ chính là trời đất không dung tha được. Cha mẹ sinh ra mình, nuôi dưỡng mình mà mình còn không thể bao dung, yêu thương thì sao có quyền được hưởng công danh, hưởng cuộc sống hạnh phúc. Tội thứ hai, ăn cháo đá bát. Người xưa có dạy, thầy là người cho mình con chữ, khai thông trí tuệ. Nếu buông lời bất kính, sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Tri kỷ là người đồng cam cộng khổ, bên cạnh giúp đỡ những lúc suy vong. Nếu sau này hưng thịnh mà tỏ vẻ khinh bạc, làm chuyện bất nghĩa, cả đời sẽ chịu cảnh cô độc. Từ xưa đến nay thì người ăn cháo đá bát, có mới nới cũ đều không gặp được kết cục tốt đẹp. Không biết trọng ơn nghĩa, lừa thầy phản bạn, sớm muộn cũng sẽ phải chịu báo ứng nặng nề. Dù trốn chạy ra sao thì cũng không thể nào thoát được. Đạo làm người thì nhất định phải biết ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Dù không thể báo đáp thì cũng đừng quên đi ân tình. Bị lòng tham làm cho mờ mắt mà cầm dao đâm người khác. Làm người nhất định phải biết sống sao cho tốt. Biết đối nhân xử thế phù hợp với cuộc sống bình an, thanh thản. Có hiếu với mẹ với cha. Cho họ tiền bạc thì dễ, cho họ sự vui vẻ mới là khó. Có một câu chuyện như thế này. Vào một buổi trưa, bà mẹ già đến phòng của con trai mình để tìm tờ báo. Lúc ấy cậu con trai của bà trở về nhà sau khi vừa kết thúc một cuộc đàm phán. Tâm trạng không tốt, khi vừa về đã thấy mẹ lục lọi đồ đạc phòng mình. Anh ta liền thốt lên rằng, mẹ, không có việc gì làm à? Mẹ hãy ở yên trong phòng của mẹ đi, đừng chạy loạn khắp nơi. Bà mẹ vội trả lời, mẹ đang tìm tờ báo, tiện thể ngồi trên giường con một chút. Trước khi người mẹ bước ra khỏi cửa, cậu con trai còn lẩm bẩm thêm một câu, ăn no không có việc gì làm. Đến 12 giờ đêm, người mẹ già quyết định nhảy lầu tự tử từ tầng 7 của tòa nhà. Có một câu đối ngắn chỉ vỏn vẹn 4 từ, nhưng chứa đựng rất nhiều triết lý nhân sinh sâu sắc. Có thể nhìn thấu được nội tâm của vô số người đó là sắc nan, dung dịch. Tạm hiểu đó là con cái chăm sóc cha mẹ, muốn giữ được vẻ mặt vui vẻ, thái độ khiêm tốn, tường hòa là điều vô cùng khó. Một vị danh nhân từng nói trong một buổi tọa đàm đó là con cái có thể mua nhà, mua xe cho cha mẹ, nhưng để chăm sóc cha mẹ bằng một thái độ tường hòa thì lại vô cùng khó. Nếu tỏ ra thiếu kiên nhẫn với cha mẹ thì như vậy chúng ta vẫn chưa làm được tròn chữ hiếu, bởi vì như vậy sẽ khiến cho cha mẹ cảm thấy bất an. Nhiều người có tư tưởng rằng mua nhà, thuê người giúp việc hoặc cho cha mẹ ăn ngon mặc đẹp thì đó là hiếu thuận với cha mẹ rồi. Thế nhưng trên thực tế, trang bị điều kiện vật chất đầy đủ cho cha mẹ là đạo hiếu ở mức độ thấp nhất rồi. Muốn bày tỏ lòng hiếu thảo ở mức độ cao, bạn phải một lòng tôn kính cha mẹ, cho họ một đời sống tình cảm đủ đầy nhất.
Đối với một người con, cái khó chính là có được tấm lòng cung kính. Vì vậy, hạnh phúc ở tuổi già của cha mẹ đã trở thành tiêu chuẩn đạo đức để đo lòng hiếu thảo của những người con. Muốn đạt được điều này, bạn cần làm được 5 điều sau. 1. Đừng oán thán sự kém cỏi của cha mẹ. Có một điều mà bạn nhất định phải ghi nhớ, đó là bạn và cha mẹ mãi mãi là những con người ở hai thế hệ khác nhau. Sự phát triển ấy hoàn toàn không đồng nhất, huống hồ con người không có ai là toàn năng. Cha mẹ đã cho chúng ta cuộc sống, nuôi nấng ta đến ngày hôm nay là điều không hề dễ dàng gì. Họ có thể không biết dùng điện thoại, không biết mở tivi, không biết cách sử dụng máy giặt. Thế nhưng, họ vẫn biết cách để nuôi dạy bạn thành người. Thay vì chê bai mắng nhiếc họ kém cỏi, không biết gì, bạn hãy cố gắng dịu dàng với họ hơn. 2. Đừng oán thán cha mẹ nói nhiều. Giao tiếp giữa hai thế hệ luôn luôn có khoảng cách. Bạn hãy nhớ, thời gian và sự thay đổi của xã hội là điều vô cùng đáng sợ. Cha mẹ nói nhiều chính là hy vọng con cái có thể hiểu được những ước nguyện của họ, mong muốn truyền đàn lại cho bạn kinh nghiệm và giúp bạn tránh đi vào những con đường sai trái. Chỉ có người thực sự quan tâm thì mới đi nói nhiều lời với chúng ta. Ngược lại, nếu là người xa lạ, chẳng ai lại hoài công tốn sức làm việc đó với bạn làm gì. Cha mẹ sẽ không bao giờ nói nhiều lời với một người không liên quan gì đến họ. Hãy nhớ điều ấy. 3. Đừng oán thán trước lời phàn nàn của cha mẹ. Khi cha mẹ chưa hài lòng về bạn, họ nhất định sẽ còn phàn nàn. Khi bạn đã làm đủ tốt rồi, thì họ sẽ chẳng nói gì nữa đâu. Phần lớn những lời phàn nàn của cha mẹ đều xuất phát từ hai nguyên do. Một là họ đang bất lực về bạn, hai là đang bất lực về bản thân họ. Có những lúc làm việc mệt mỏi, vất vả, nhưng lại không thể nói với ai, cho nên họ mới hy vọng chúng ta có tương lai tốt hơn. Mặc dù điều họ mong muốn không phải là bạn sẽ trở thành ông nọ bà kia, mà chỉ mong bạn sẽ có một cuộc sống yên ấm và nhàn hạ hơn, không phải lao đao vất vả như họ. 4. Đừng oán thán cha mẹ chậm chạp. Khi cha mẹ già đi, đương nhiên việc di chuyển cũng sẽ trở nên khó khăn hơn. Do vậy, nếu cha mẹ có làm điều gì đó chậm chạp, bạn cũng đừng trách mắng họ, bởi vì bạn sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng họ đã kiên nhẫn như thế nào khi dạy chúng ta chập chững bước đi hay ăn uống phung phải ngày còn nhỏ đâu. Nếu một ngày cha mẹ già yếu, đi đứng không còn nhanh nhẹn nữa, thì xin bạn hãy nhớ rằng chăm sóc cha mẹ chính là chăm sóc tương lai của mình, nhất định phải kịp thời hiếu thuận. 5. Đừng oán thán cha mẹ ốm đau. Bạn sẽ không thể biết khi bạn ốm đau, cha mẹ đã lo lắng đến thế nào đâu. Chạy ngược chạy xuôi để mua thuốc men, vội vàng đưa bạn đi khám bệnh, thức trắng đêm chăm sóc. Nhưng khi cha mẹ đau ốm, bạn đã làm được gì chưa? Người xưa thường có câu, nằm lâu trên giường bệnh mới biết còn có hiếu hay không. Quả đúng không sai. Mong rằng chúng ta đều có thể trở thành những người con có hiếu, chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ một cách tận tâm và hiếu thảo. Mỗi ngày nên nói chuyện với cha mẹ một cách nghiêm túc, không phàn nàn, không mắng mỏ, không khiến cha mẹ buồn phiền. Luôn đối xử với cha mẹ như những người đặc biệt nhất trong cuộc đời. Hãy mỉm cười với cha mẹ bất cứ khi nào, giống như tiện tay làm một việc gì đó mà thôi. Thể hiện sự vui vẻ với cha mẹ không phải là thứ cần bỏ tiền mua, không phải đi vay mượn, cũng không mất học phí, càng không phải là việc làm công phu gì. Nhưng trên thực tế, mỉm cười với cha mẹ trong bất kỳ hoàn cảnh nào lại không phải là việc dễ dàng. Điểm mấu chốt để có được sắc mặt tốt đối với cha mẹ mọi lúc mọi nơi nằm ở lòng vị tha, sự biết ơn đối với đấng sinh thành, nghĩ nhiều hơn đến việc cha mẹ đã hy sinh rất nhiều cho chúng ta. Nếu thật sự yêu thương cha mẹ, chúng ta nên có một khuôn mặt ôn hòa và nụ cười thật tươi để cha mẹ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Chữ hiếu có nhân quả hay không? Thưa là có. Hành động của chúng ta với cha mẹ mình hôm nay sẽ là tấm gương phản ánh cuộc sống của chúng ta khi về già. Nếu nhân quả kiếp này chưa báo, thì kiếp sau nhất định sẽ nhận. Lời Phật dạy về chữ hiếu khẳng định rằng, trong tất cả các tội của người, bất hiếu là tội nặng nhất. Hiểu được điều này,
Mỗi người chúng ta phải biết tôn kính mẹ cha như 10 lời Phật dạy hay về chữ hiếu dưới đây. 1. Phụng thờ cha mẹ. Hiếu với cha mẹ tức là kính Phật. Phụng thờ cha mẹ như phụng thờ Phật vậy. 2. Phật dạy 10 ân đức của đấng sinh thành, mang thai, sinh nở, lo lắng, bú mớm, nuôi nấng, chăm sóc, thương nhớ, vì con làm ác, mến thương trọng đời, nhường khô nằm ướt. Mỗi người phải ghi nhớ ơn sinh thành để luôn giữ lòng hiếu kính. 3. Lời Phật dạy về đạo hiếu rất rõ ràng. Đạo Phật chính là đạo hiếu. Hiếu là cốt lõi nền tảng của đạo Phật. Người bất hiếu thì làm việc gì cũng khó. Cúng dường 10 phương mà bất hiếu với cha mẹ cũng như không. 4. Đền đáp ơn cha nghĩa mẹ. Lóc thịt trả cha, lóc xương trả mẹ cũng không thể nào đền đáp hết công ơn. 5. Bất hiếu là tội nặng nhất trong các tội nặng. Trăm điều thiện, hiếu đứng đầu. Trăm điều ác, không gì bằng bất hiếu. 6. Chữ hiếu có luật nhân quả. Vì vậy, muốn con cái mình hiếu thuận với mình, tự bản thân phải có hiếu với bố mẹ. 7. Phật tử càng phải đề cao chữ hiếu trong đời sống hàng ngày. 8. Lời Phật dạy về chữ hiếu đề cao tình mẫu tử. Bởi vậy mà có lễ Phu Lan, để mỗi người có thể lấy niềm còn mẹ mà vui, lấy niềm mất mẹ làm nỗi đau lớn nhất đời người. 9. Nghĩa mẹ là trời biển, bao kiếp người luân hồi, sữa mẹ mà ta uống còn nhiều hơn nước trong đại dương. 10. Người làm tròn đạo hiếu cũng như là đã tu thành đạo Phật. Chủ đề ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Nếu thấy video hay và hấp dẫn, hãy like, share và đăng ký kênh cho đội ngũ biên tập viên có thêm động lực bạn nhé. Chúc quý vị và gia đình có thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong chủ đề tiếp theo của chương trình.